Đức đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga. Bộ ngoại giao Đức tuyên bố chính quyền Berlin sẽ đóng 4 trong số 5 lãnh sự quán Nga nhằm đáp trả Moscow. Theo báo đi DW của Đức, người phát ngôn bộ ngoại giao nước này cho biết, động thái của Berlin nhằm tạo ra sự tương đương về nhân sự và cơ cấu giữa hai nước. Từ năm 2024 trở đi, ngoại trừ đại sứ quán ở Berlin, Nga chỉ được mở một lãnh sự quán ở Đức. Bộ Ngoại giao Đức cáo buộc Nga leo thang căng thẳng khi áp đặt số lượng tối đa quan chức Đức làm việc ở Nga là 350 người. Quyết định phi lý này đang buộc chính phủ liên bang phải cắt giảm đáng kể sự hiện diện ở Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết, trước đó ngày 27 tháng 5, Nga buộc Berlin phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao và sự hiện diện tại các tổ chức công về văn hóa và giáo dục như Viện Gốt và Trường học Đức tại Nga vào đầu tháng 6. Động thái này được cho là để đáp trả việc Berlin trục xuất các nhà ngoại giao Nga trước đó. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 100 người thuộc nhóm phải về nước, gồm giáo viên và các nhân viên của trường học và viện gớt. Họ bị rút về để duy trì sự cân bằng hợp lý cho sự hiện diện ngoại giao của Đức. Nga cho rằng số nhân viên của chính phủ Đức tại Nga nhiều gấp đôi số nhân viên của Nga tại Đức. Sắc lệnh của Moscow đồng nghĩa với việc các lãnh sự quán Đức tại Kaliningrad, Zakaterinburg và Novosibirsk sẽ đóng cửa, chỉ còn đại sứ quán Đức tại Moscow, lãnh sự quán tại Saint Petersburg hoạt động. Động thái của Berlin cho thấy mối quan hệ song phương Đức-Nga đang bị xuống thang nghiêm trọng. Trước đây, Đức từng là khách hàng mua dầu khí lớn nhất của Nga, nhưng quan hệ hai nước đã dạn nứt kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Thưa quý vị, ông Lý Huy, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Á-Âu, vừa kết thúc chuyến công du kéo dài gần 2 tuần qua tại châu Âu với chặng dừng chân cuối cùng tại Moscow. Kết thúc sứ mệnh được coi là phép thử quan trọng đối với nỗ lực của Bắc Kinh trong việc làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến công du bắt đầu từ ngày 16 tháng 5, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Á-Âu Lý Huy đã gặp gỡ các quan chức tại Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và tới trụ sở Liên minh châu Âu tại Bruxelles. Ông Lý Huy đã nhận được sự tiếp đón nhiệt tình trong chặng dừng chân cuối cùng ở thủ đô Moscow của Nga, nơi trước đây ông từng đảm nhận vai trò đại sứ Trung Quốc tại Nga trong một thập kỷ. Tuyên bố từ Bắc Kinh cho biết, ông Lý Huy đã kêu gọi xây dựng sự đồng thuận đối với các cuộc đàm phán hòa bình và củng cố kiến thức an ninh của châu Âu. Theo quan điểm của Trung Quốc, châu Âu cần phải tăng cường đối thoại với Nga và ủng hộ một thỏa thuận mà các bên liên quan có thể chấp nhận được. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã báo cáo kết quả đầy tích cực trong chuyến công du châu Âu của ông Lý Huy như sau. Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 5, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy đã đến thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức, trụ sở Liên minh châu Âu và Nga, đồng thời có nhiều liên hệ và trao đổi với các bên khác nhau để tìm kiếm một giải pháp chính trị về xung đột tại Ukraine ông đã đưa ra quan điểm và đề xuất của Trung Quốc lắng nghe ý kiến và đề xuất từ tất cả các bên và xây dựng thêm sự đồng thuận quốc tế từ đó khẳng định đầy đủ vai trò tích cực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình phía châu Âu cũng đánh giá cao lời kêu gọi của Trung Quốc tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và duy trì các mục đích và nguyên tắc của hiến trương Liên hợp quốc mong muốn Trung Quốc tiếp tục phát huy ảnh hưởng mang tính xây dựng của mình đối với các vấn đề này phía bắc kinh đã báo cáo những chi tiết rất khả quan về chuyến công du của ông lý huy ở châu âu tuy nhiên những báo cáo của lục địa già lại không cho thấy điều đó lập luận được đưa ra là dù cho bắc kinh nhiều lần khẳng định giữ quan điểm trung lập đối với xung đột tại ukraine nhưng quan hệ thân thiết giữa nước này với nga cũng như căng thẳng trong quan hệ mỹ trung thời gian qua đã khiến nhiều quan chức phương tây hoài nghi ý định của bắc kinh phía sau nỗ lực làm trung gian hòa giải Trung Quốc là nước không lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, cũng như không áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow, bất chấp sự ép từ phương Tây kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Qua điểm này của Bắc Kinh đã khiến châu Âu không hài lòng. Hồi tháng 2 năm 2023, Bắc Kinh đã đề xuất giải pháp chính trị gồm 12 điểm đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong bản đề xuất, Trung Quốc nhấn mạnh các bên cần tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế, trong đó có các mục đích và nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc. Đồng thời, cần thúc đẩy việc áp dụng bình đẳng và thống nhất luật pháp quốc tế, bác bỏ các tiêu chuẩn kép. Bắc Kinh kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tránh gây leo thang căng thẳng và ngăn cuộc khủng hoảng vượt ngoài tầm kiểm soát. Đề xuất khẳng định chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được duy trì. Các nhà phê bình phương Tây phân tích rằng giải pháp của Trung Quốc đã không kêu gọi Nga rút quân để chấm dứt xung đột, thay vào đó là ủng hộ một lệnh ngừng bắn, điều mà họ cho là sẽ tạo điều kiện cho Moscow củng cố quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được. Những lời chỉ trích về lập trường của Trung Quốc về cách thức chấm dứt xung đột và quan hệ thân thiết của nước này với Nga đã được ngầm hiểu trong bản tóm tắt về cuộc gặp giữa ông Lý Huy và các quan chức châu Âu mà phía châu Âu công bố. Về phía Kiev thì vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột cũng phải tập trung vào việc yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, trong đó có cả bốn vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm 2022 và cả bán đảo Crimea. Trái lại, Nga cũng không tỏ ý nhượng bộ khi yêu cầu Kiev công nhận chủ quyền đối với bốn khu vực trên, chấp nhận độc lập của các nước Cộng hòa Lugan và Đô Nhét tự xưng. Moscow cũng muốn phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo Kiev sẽ không bao giờ gia nhập NATO. Tóm lại, cả hai bên đều không muốn nhượng bộ, đặc biệt là về mặt lãnh thổ. Các nước châu Âu cũng có những lập trường rất rõ ràng về tình hình tại vùng Đông Âu. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan chia sẻ rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm cân bằng vị thế của Nga và Ukraine đều không thể chấp nhận được. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ những quan điểm về việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Theo văn bản mà Trung Quốc đưa ra hồi tháng 2 năm nay, nước này cũng kêu gọi từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, theo đó các bên nên cùng có tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện hợp tác và bền vững, đem lại hòa bình và ổn định dài hạn cho thế giới, từ đó sẽ giúp thiết lập một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Các bên cũng nên ngăn chặn tình trạng đối đầu và cùng nhau hợp tác vì hòa bình và ổn định trên lục địa Á Âu. Trung Quốc cần kêu gọi các bên ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình. Theo Bắc Kinh, các bên cần kiềm chế, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hoặc thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, Trung Quốc đề xuất tất cả các bên liên quan nên ủng hộ Nga và Ukraine nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt nhằm hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện. Trung Quốc cũng cho rằng cần khuyến khích và hỗ trợ tất cả các biện pháp có lợi nhằm giảm bớt mức độ khủng hoảng nhân đạo do cuộc xung đột gây ra. Ngoài ra, đề xuất của Trung Quốc cũng đề cập đến các vấn đề như bảo vệ dân thường, đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, giảm rủi ro chiến lược, thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc, chấm dứt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định và thúc đẩy phục hồi sau xung đột. Bước tiến mới nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao diễn ra sau khi nước này đạt được thành công khi thúc đẩy thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út theo đó hai bên đồng ý nối lại quan hệ ngoại giao và mở cửa lại đại sứ quán thỏa thuận mang tính bước ngoặt này được cho là có khả năng làm thay đổi tình hình ở trung đông tuy nhiên giới phân tích cho rằng khả năng trung quốc lặp lại thành công này trong cuộc xung đột nga ukraine sẽ rất khó khăn dù cho trung quốc có thể đóng vai trò hạn chế khi thúc đẩy các bên thay đổi quan điểm nhưng giới quan sát cho rằng có những lĩnh vực mà châu âu vẫn muốn hợp tác và trao đổi thông tin với nước này chẳng hạn như an ninh lương thực cứu trợ nhân đạo và chống lại các mối đe dọa hạt nhân